ngày 28 tháng 5, Công an tỉnh Bình Phước cho biết, đơn vị phối hợp với Trung tâm Pháp y Thành phố Hồ Chí Minh đang điều tra làm rõ nguyên nhân tử vong của anh Nguyễn Tấn Dương, 27 tuổi, ngụ thôn 3, xã Nghĩa Trung, huyện Bù Đăng. Kết luận ban đầu của cơ quan chức năng, dấu hiệu tử vong của Nguyễn Tấn Dương là do phù phổi. Kết quả sơ bộ này cũng đã được thông tin đến gia đình Dương. Theo điều tra, Dương là một trong bốn đối tượng đã thực hiện vụ trộm cắp dây điện tại xã Minh Hưng. Đến khoảng 5 giờ ngày 25 tháng 5, Dương bị bắt đưa về công an huyện Bù Đăng làm việc. Trong quá trình làm việc tại cơ quan công an, Dương tỏ ra mệt mỏi nên đã được các lực lượng đưa đến trung tâm y tế huyện Bù Đăng. Tuy nhiên sau đó, Dương đã tử vong. Cả ba nghi can bị cơ quan công an bắt giữ, trong đó có Dương, đều cho kết quả dương tính với chất ma túy. Ngày 28 tháng 5, Công an tỉnh Thái Bình cho biết, Công an thành phố Thái Bình mới triệt phá đường dây làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan nhà nước có quy mô tổ chức hoạt động liên tỉnh. Trước đó, Công an thành phố Thái Bình đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam 5 đối tượng về tội làm giả con dấu tài liệu của cơ quan tổ chức, xảy ra trên địa bàn thành phố Thái Bình và một số địa phương khác. Quá trình đấu tranh, cơ quan công an xác định đường dây này do Nguyễn Sơn Thành, sinh năm 1991, trú tại thị trấn Quốc Lâm, huyện Giao Thủy, tỉnh Nam Định, cầm đầu hoạt động từ tháng 8 năm 2022. Các đối tượng đăng bình luận ở các bài viết trên mạng xã hội Facebook, chạy quảng cáo trên nền tảng Google, nhận làm bằng cấp các loại giấy tờ giả. Để vận chuyển giấy tờ giả cho các cá nhân đặt hàng, Nguyễn Sơn Thành móc nối với Lê Bảo Tính là quản lý bưu cục một công ty chuyển phát nhanh để chuyển các giấy tờ giả và chọn hình thức thanh toán chuyển tiền vào tài khoản ngân hàng. Khám xét khẩn cấp nơi làm việc và nơi ở của các đối tượng nói trên, cơ quan công an thu giữ 2 máy tính xách tay, 7 điện thoại di động, 2 máy in màu, 18 con dấu cùng nhiều giấy tờ, văn bằng, tài liệu giả của cơ quan nhà nước. Chiều ngày 28 tháng 5, thông tin từ Công an huyện Đức Trọng cho biết, đang phối hợp với các phòng nghiệp vụ Công an tỉnh Lâm Đồng, tiến hành khám nghiệm hiện trường vụ cháy nổ xe bán tải xảy ra tại xã Tân Hội. Theo thông tin ban đầu, trưa cùng ngày, một người đàn ông điều khiển xe bán tải di chuyển theo hướng từ xã Tân Hà, huyện Lâm Hà sang xã Tân Hội, huyện Đức Trọng. Khi tới khu vực cư xá thuộc xã Tân Hội, xe bán tải trên va chạm với một người phụ nữ đang đi bộ. Sau khi xuống xe kiểm tra tình hình người bị va chạm, người đàn ông này lên lại xe thì chiếc xe bất ngờ phát ra hai tiếng nổ lớn rồi bốc cháy dữ dội, bao trùm toàn bộ phần đầu và ghế ngồi, tài xế tử vong tại chỗ. Ngày 28 tháng 5, Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh tổ chức buổi lễ diễn tập phương án phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ cấp thành phố tại đường hầm sông Sài Gòn, số 2, đường Mai Chí Thọ, phường Thủ Thiêm, thành phố Thủ Đức, với 1.279 người cùng gần 100 phương tiện chữa cháy. Tình huống giả định lúc 9 giờ cùng ngày, xe khách 30 chỗ đi trong đường hầm sông Sài Gòn hướng từ quận 1 sang thành phố Thủ Đức đến vị trí cách đầu hầm Thủ Đức 300m thì gặp sự cố xe bị tắt máy đột ngột không di chuyển được. Xe tải chở hàng đang chạy cùng làn đường không làm chủ được tay lái tông thẳng vào đuôi xe khách, gây nên sự cố tai nạn liên hoàn các xe phía sau. Vụ tai nạn khiến tài xế xe tải cùng một phụ xe bị thương bất tỉnh bên trong cabin, hàng hóa phía sau xe tải bốc cháy dữ dội, đồng thời va chạm còn khiến nhiều người bị thương hoảng loạn. Nhận tin, phòng BC07 điều động đội cảnh sát phòng cháy chữa cháy cứu nạn cứu hộ thành phố Thủ Đức và đội chữa cháy và cứu nạn cứu hộ khu vực 1 đến hiện trường để chữa cháy và cứu người bị nạn mắc kẹt trên xe. Nhận định vụ cháy diễn biến phức tạp nên phòng BC07 báo cáo ban giám đốc công an thành phố Hồ Chí Minh. Lãnh đạo phòng BC07 báo cáo phó chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh Ngô Minh Châu thông tin về vụ cháy nổ tai nạn và đề nghị xin chi viện lực lượng phương tiện của các đơn vị quân đội sở ban ngành phối hợp chữa cháy cứu nạn cứu hộ. Phó chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh chỉ đạo các đơn vị sở ban ngành lực lượng Bộ Tư lệnh thành phố phối hợp với Công an thành phố Hồ Chí Minh điều động lực lượng phương tiện đến hiện trường chữa cháy cứu người. Phát biểu tại buổi lễ, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh Ngô Minh Châu cho biết, nguy cơ xảy ra cháy nổ trong đường hầm giao thông luôn tiềm ẩn ở mức độ cao. Hậu quả xảy ra thường đặc biệt nghiêm trọng và công tác tổ chức chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ cũng cực kỳ khó khăn. Nhận thức được vấn đề đó, thành phố Hồ Chí Minh đã nhiều lần tổ chức diễn tập các phương án xử lý tình huống tai nạn giao thông, tổ chức chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ tại đường hầm.
Chiều ngày 28 tháng 5, Bộ Giáo dục Đào tạo cho biết cả 8 học sinh của đội tuyển Việt Nam tham dự Olympic vật lý châu Á Thái Bình Dương năm 2023 đều đoạt giải, gồm 4 huy chương đồng và 4 bằng khen. Các em đoạt huy chương đồng gồm Phan Thế Mạnh và Nguyễn Tuấn Phong, lớp 12 trường Trung học Phổ thông chuyên Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh, Võ Hoàng Hải, lớp 11 trường Trung học Phổ thông chuyên Khoa học Tự nhiên, Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội, Thân Thế Công, lớp 11 trường Trung học Phổ thông chuyên Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang. 4 em được trao bằng khen gồm Vũ Ngô Hoàng Dương, lớp 12 trường Trung học Phổ thông chuyên Khoa học Tự nhiên, Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội, Nguyễn Minh Tài Lộc, lớp 12 trường Trung học Phổ thông chuyên Quốc học Thừa Thiên Huế, Lê Viết Hoàng Anh, lớp 12 trường Trung học Phổ thông chuyên Lam Sơn, Thanh Hóa, Nguyễn Tuấn Dương, lớp 12 trường Trung học Phổ thông chuyên Trần Phú, Hải Phòng. Kỳ thi Olympic vật lý châu Á Thái Bình Dương năm 2023 do Mông Cổ đăng cai tổ chức từ ngày 21 đến ngày 29 tháng 5. Học sinh làm các bài thi lý thuyết và thực hành. Mỗi bài thi có thời gian 300 phút, tương đương 5 tiếng.